Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Lính bắn tỉa Siberia. Một tay lính bắn tỉa trong thế chiến 2 lợi hại như thế nào? Chỉ cần cho anh ta một khẩu súng trường carabiner K98, anh ta có thể hạ được hàng trăm lính Đức quốc xã, khiến cho Hitler cũng phải hít ngược một hơi khi nhắc đến những tay súng bắn tỉa này. Để biết chỉ với những khẩu súng cơ bản như vậy, tại sao họ có thể phát huy nó với mức kinh người như vậy? Mời các bạn cùng Sakura theo dõi review hôm nay nhé! Trong thế chiến thứ 2, các xạ thủ có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiệm vụ chủ yếu của các xạ thủ là trinh sát chống bắn tỉa và tiêu diệt các mục tiêu có giá trị của đối phương cách xa hàng cây số. Vì độ khó cao nên các tay súng bắn tỉa không nhiều. Mà lúc này, tại mặt trận phía đông thời điểm đầu cuộc chiến, trước sức mạnh quân sự hiện đại và hùng hậu của Đức quốc xã, Hồng quân Liên Xô chỉ biết đào hào mà phòng thủ. Do các tay súng bắn tỉa và trinh sát trong đơn vị đã bị quân Đức tiêu diệt, nên trung úy chỉ huy thò đầu ra một cái là bị xạ thủ đối phương xả đạn ngay và luôn. Lúc này mọi người chỉ biết chờ đợi viện binh tới, và trong đó có các xạ thủ. Trong khi ấy, lực lượng bổ sung đang trên đường tới chiến trường, giữa đường thì một chiếc xe bị hỏng. Đây cũng là điềm báo không may sắp xảy ra. Các đoàn xe đang đi giữa đồng không mông quạnh thì bất ngờ bị máy bay Đức không kích. Do máy bay bổ nhào quá bất ngờ cộng với không có chỗ ẩn nấp nên cả đoàn xe bị oanh tạc tan nát. Nó cứ lượn lờ bay đi bay lại muốn cày nát hết đám người. Trong tình thế cấp bách, binh nhì Chezin với lấy một khẩu súng bắn tỉa của đồng đội đã hẹo, nhắm thẳng vào chiếc máy bay tiêm kích mà nổ súng. Sau hai phát đạn thì chiếc máy bay cường kích cũng mất hút. Ở tiền tuyến, thiếu tá và trung úy đang tính toán sự thiếu hụt nhân sự. Nói thật chú em là anh đang giàu thúi trứng rái đây nè, giờ vừa thiếu nhân lực vừa thiếu đạn dược. Bọn Đức mà kéo qua chơi hội đồng là anh em mình lên bàn thờ ăn gà luộc với chuối xanh hết. Thì nhận được tin viện binh đã tới, nhưng chưa kịp nở nụ cười thì hay tin rằng sau vụ bị oanh tạc, cả đội giờ chỉ còn 4 người sống sót. Vừa đến tiền tuyến, Chezin và đồng đội được chào đón bằng đào hào. Bỗng Chezin nghe thấy tiếng hát rất hay mà không biết nó phát ra từ nơi nào, mà thứ ngôn ngữ này vô cùng lạ lẫm với những người khác. Chezin đi hỏi thăm thì mới biết được người hát chính là điện báo viên Nikolai. Hóa ra hai người đều đến từ vùng đất Siberia có ngôn ngữ địa phương riêng, nên chỉ họ mới hiểu được ngôn ngữ đó. Đang hàn huyên với đồng hương thì Chezin được trung úy triệu tập. Chú em đi theo anh thì khỏi lo chuyện ăn mặc, nhất là ăn thì ngoài cháo trắng ra còn có món kẹo đồng đặc biệt thơm ngon. Còn ngủ dưới ba tấc đất thì bảo đảm chú rất là ấm áp. Trời trời, người ta mới tới mà xếp ăn nói xà lơ, nghe thấy ghê vậy. Rồi lệnh cho Chezin bắn vào các tấm bia đã được dựng sẵn. Đầu tiên trung úy bảo bắn vào trán, Chezin nổ phát súng đầu tiên trúng giữa trán. Trung úy đưa ống nhòm lên khen thì cũng phải giật mình thốt lên, đù thằng kiêu này bắn chuẩn con mợ nó luôn. Xin lỗi ông anh, chứ em đây mà bắn là không trượt phát nào nhé. Thử đưa cọng lông đít bọn Đức trước mặt em, sẽ bắn tét nó ra làm hai luôn cho anh coi. Thôi được rồi, anh tin chú mày đó được chưa, nghe dơ vãi nồi luôn hà. Sau đó trung úy lệnh bắn vào tim, Chezin nổ phát súng thứ hai lại trúng vào vai. Trung úy bảo cũng thường thôi thằng kiêu, thì Chezin bốc phét trả lời do kẻ địch không lộ cả thân hình, chúng chỉ nằm trường trên mặt đất nên bắn vào vai sẽ xuyên xuống tim mà đưa chúng về với các cụ. Hóa ra Chezin từ nhỏ đã dùng ná thun cao su bắn chim nhiều rồi, giờ đam mê về chim nên kỹ năng về súng cũng khá hơn người. Đấy, mấy anh chơi chim mà còn chưa bắn chuẩn là tự kiểm điểm đi nhé. Lúc này trung úy cho Chezin biết tin rằng chiếc máy bay mà cậu nổ súng đã rơi cách đây 2 km, phi công đã hẹo vì trúng đạn, rồi đề xuất Chezin làm lính bắn tỉa, và tất nhiên thanh niên mới lớn đồng ý luôn. Sáng hôm sau vừa mở mắt ra thì quân Đức pháo kích dữ dội, mọi người chỉ biết ôm đầu đợi qua trận pháo. Cuối cùng thì quân Đức cũng ngưng dội pháo, nhưng không có nghĩa là bọn chúng ngưng tra tấn bọn họ. Đức mở loa lớn hát hò kêu gọi những người lính đầu hàng, muốn gái có gái, muốn đồ ăn có đồ ăn, chỉ cần mấy chú quay về với Hitler mà thôi. Do áp lực trận mạc quá lớn, một binh sĩ do yếu sinh lý liền chui ra khỏi hào. Ê bọn phát xít có giỏi thì bắn vào đít bố mày đi nè, thấy con mồi không những ngon mà còn ngu, cái này mà không bắn thì có lỗi với bản thân quá đi. Ổ súng máy của quân Đức xả đạn như mưa, cũng may một đồng đội kịp lao lên kéo thanh niên tuổi lươn này xuống đất nên chỉ bị thương, còn không thôi cũng xuống mà là xuống ba tấc đất. Lúc đó thì mỗi tháng anh chỉ về 2 ngày 30 và mùng 1 thôi. Bên phía quân Đức vẫn không ngừng cày cuốc không cho hai anh lính lui về. Trung úy thấy vậy liền gọi Chezin lại đưa cho anh khẩu súng bắn tỉa để yểm trợ cho đồng đội, hy vọng hạ được tên súng máy. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo mà thôi. Chezin tìm một vị trí thuận lợi rồi đợi tới khi tên súng máy nạp đạn. Cuối cùng thì thời điểm này cũng đến, cậu chàng liền ngoi lên khỏi hào ngắm bắn. Ba tên lính Đức đang thay băng đạn thì chỉ nghe tiếng bụp bụp, có lẽ đây là thanh âm mà bọn chúng nghe cuối cùng trên cuộc đời này. Chỉ trong chớp nhoáng mà ba tên súng máy đã đắp chiếu tại chỗ, làm cho tên lính bắn tỉa kỳ cựu của Đức là sút không tin vào mắt mình, nên đã bỏ lỡ khoảnh khắc tốt nhất để hạ sát hai người lính Hồng quân. Thế là đồng đội của Chezin thoát được một kiếp nạn, ai cũng bất ngờ về tài năng của Chezin.
Sút và trợ thủ cứ nghĩ rằng mình đã tiêu diệt hết lính bắn tỉa của Nga rồi, nhưng ba phát đạn được bắn ra cùng hướng, chúng nghĩ Hồng quân có ít nhất một tổ có hai người lão làng. Thấy Chezin là người có năng lực, trung úy liền giao một nhiệm vụ mới cho Chezin, đó là tiêu diệt quan sát viên của lính Đức. Nếu mất đài quan sát thì pháo binh của chúng sẽ mất chuẩn xác, thời điểm là 9 giờ sáng có báo hiệu thì nổ súng. Dự đoán đây sẽ là đòn thông đít cực thốn mà Hồng quân dành cho Đức Quốc xã. Bên này Sút và chiến hữu của mình ngắm bắn về phía Hồng quân, nhưng đợi cả buổi trời mà chẳng có con mồi thơm ngon nào, nghỉ mà chán nên chúng cũng lựa chọn về đắp chăn ngủ cho ấm. Những người lính trong hào lấy nón ra làm mồi nhử, muốn dụ bọn chúng vào bẫy để cho lính bắn tỉa bên mình phục thù. Thế rồi đợi trời tối đến, Chezin và trợ thủ bắt đầu bò vào lãnh địa của địch. Trên trời thì chúng bắn pháo sáng, dưới đất thì chôn đầy mình nên hai người di chuyển hết sức khó khăn. Mãi cuối cùng cũng đến nơi thì trời cũng đã sáng. Lúc này hai người nằm rình con mồi. Đúng 9 giờ sáng đồng đội ở hào nã đạn súng máy ầm ầm. Mãi rồi đạn khuyến mãi đây ăn một viên tặng thêm vài chục viên. Nghe thấy tiếng súng, một tên Hoa Tiêu Đức ở đài quan sát thò đầu ra. Xạ thủ của Chezin tay run như lần đầu nắm tay gái. Bóp cò chậm trễ làm trượt mục tiêu. Tên quan sát viên hú hồn con chuồn còn nguyên, chút xíu nữa là được gặp lại ông bà tổ tiên luôn rồi. Còn Chezin lấy hộp sắt ra ngụy trang mục tiêu giả. Một tên lính bắn tỉa của Đức ngắm thấy chiếc hộp phản xạ lại ánh sáng mặt trời, cứ tưởng là con mồi rồi hí hừng nổ súng. Vì sự thông minh này mà hắn đã bị lộ vị trí, Chezin liền bóp cò tiêu diệt hắn ngay lập tức, rồi lao xuống solo với tên chỉ điểm của Đức. Với bản lĩnh kiên cường của lính Hồng quân, không những hạ đo ván tên phát xít, mà Chezin còn bắt sống rồi lôi hắn về được chiến hào. Sau khi được thẩm vấn, tên lính Đức cho biết, chúng đang có một đội viện binh lớn hùng hậu, bao gồm nhiều xe tăng và pháo để cày nát Hồng quân. Mỗi ngày khẩu phần ăn của những người lính này vô cùng đa dạng. Muốn sườn bò có sườn bò, muốn thịt cừu có thịt cừu nốt, nhưng hóa ra chúng chỉ là món cháo do bọn họ tưởng tượng mà thôi. Cậu chàng bắn hụt hôm trước vẫn cố gắng tập bắn. Chezin nói cậu không nên sợ hãi, bởi vì bọn sói luôn cảm nhận được sự sợ hãi của con mồi, và nó là mục tiêu của cậu chứ cậu không phải là của nó. Nói xong anh nhắm vào bia gỗ, rồi bóp cò bắn tét nó ra làm hai. Bên quân Đức đã điều Sút là lính bắn tỉa xuất sắc đã tiêu diệt hết xạ thủ và trinh sát Hồng quân. Hôm sau Chezin được một trung úy béo gọi vào gặp. Trung úy nói do Chezin đã đạt được chiến công xuất sắc nên thích thưởng gì cũng được. Nhưng thay vì chọn một suất ca da ok tay vịn hay đi massage mệt, thì Chezin chỉ xin được thưởng mỗi cái gương không hơn không kém. Nhưng trước khi đưa nó cho anh lính, thì sĩ quan này đã mượn soi lại gương mặt đột trai của mình. Còn lúc này đơn vị báo cáo lên đại tá rằng, có nhiều nghi vấn quân Đức sẽ tổ chức một đợt tấn công lớn, và nó có một ý đồ chiến lược gì đó, và xin được cấp xe tăng và vũ khí hạng nặng. Nhưng đại tá nói rằng rất có thể đó là đòn nghi binh để chúng tấn công mặt trận khác, yêu cầu cần phải trinh sát thêm chứng cứ. Thế là trung úy thành lập một tổ trinh sát Chezin được lệnh tham gia với vai trò yểm trợ bắn tỉa. Nhiệm vụ của họ là vượt qua tuyến phòng thủ của quân Đức đã được trải đầy mìn, rồi sau đó tiến sâu về phía sau cứ điểm của địch. Đêm hôm ấy mọi người lên đường ngay lập tức, họ phải trường trên bãi đất trống, phải vượt qua những hàng rào kẽm gai đã được lắp chuông chống trộm thế hệ 1.0 không bằng hộp thiết kèm sỏi. Lợi dụng trời tối vào thời điểm quân Đức đã mệt mỏi, nên họ đã nhanh chóng vượt được qua tuyến phòng thủ. Khi đi sâu vào phía sau, tổ trinh sát phát hiện cây cầu đã được gia cố rất chắc chắn, ắt hẳn là để phục vụ cho xe tăng và vũ khí hạng nặng vượt sông. Tổ trưởng quyết định sẽ vượt sông sang bờ bên kia coi có gì, chỉ cần khẳng định có xe tăng và pháo hạng nặng là họ có thể rút lui. Thế là bốn người lần lượt vượt qua sông, nhưng bất ngờ tiếng súng vang lên, mọi người lần lượt bị bắn hạ bởi tay súng bắn tỉa xuất chúng Sút. Do hắn đã ẩn nấp rất kỹ nên mọi người không biết hắn ở đâu, nên các chiến sĩ chỉ biết trườn dưới rãnh ẩn nấp, người thì nấp sau gốc cây. Nhưng đây là sân nhà của bọn Đức, địa hình chúng nắm quá rõ nên các chiến sĩ lần lượt bị bắn hạ không thương tiếc. Lúc này chàng trai Chezin đã tức đỏ cả mắt luôn rồi. Chứng kiến từng người đồng đội hẹo trước phát đạn của Sút, anh không cam lòng. Nếu không làm gì thì sớm muộn gì bản thân anh cũng sẽ thành con mồi của hắn ta. Chezin lấy chiếc gương soi đối phương thì bị bắn ngay lập tức. Xác định được hướng bắn, Chezin phản đòn ngay sau đó. Tên Sút lúc này không biết tử thần đang rình rập mình. Hắn cho rằng bản thân đã tiêu diệt sạch các tay súng bắn tỉa của Hồng quân. Đúng lúc này thì một phát đạn gần đó được bóp cò, làm cho Sút tóe máu mặt, chút nữa đắp chiếu luôn rồi. Sau đó là một màn pháo binh chào đón Chezin. Mặc dù cố gắng chạy nhưng Chezin bị sóng xung kích hất văng ra bất tỉnh. Rồi sau đó bộ binh của quân Đức ra càn quét, chúng đến gần đội trưởng trinh sát chơi đùa. Nhưng không ngờ ông ấy đã rút chốt lựu đạn đồng quy vô tận. Những tên lính Đức còn lại lôi Chezin đi như một con lợn. Chezin bị áp giải đến gặp viên sĩ quan quân Đức. Hắn nói chỉ cần Chezin đọc văn bản kêu gọi đồng đội đầu hàng này trên đài phát thanh thì hắn sẽ cho anh ăn uống no say. Vừa nghe có đồ ăn, thanh niên liền gật đầu lia lịa. Really, I do. Khốn nạn là chữ nó biết bố mày, còn bố mày lại đéo biết chữ, nhưng ta có thể tự nói được. Thế là Chezin trổ tài bốc phét không ngớt mồm. Alo, alo, dừa khô lên giá, ai có má đổi dừa khô đê. Khen đồ ăn Đức ngon hơn cái món cháo heo của anh đầu bếp, làm cho lính Hồng quân có một màn cười bể bụng.
Nhưng đó chỉ là kế địa hổ Ly Sơn mà thôi. Anh xin phép nói tiếng địa phương để khuyên đồng đội đầu hàng. Viên chỉ huy Đức không chút phòng bị mà đồng ý. Ông ta cho rằng thanh niên này sinh ra để phản bội tổ quốc mà. Cái gì mà đồng ý mà không chút nghĩ ngợi luôn vậy trời. Ít ra cũng phải cắn rứt lương tâm gì một chút đi chứ. Ngay cả người Đức như ông còn hổ thẹn dùm cho chàng trai này. Chỉ thấy thanh niên nói xì xa xì xổ toàn là ngôn ngữ Siberia địa phương làm bọn Đức ngớ người. Dù không hiểu nhưng thấy ngôn ngữ lạ, bọn Đức giật lại mic, rồi thay vì cho ăn cơm thì chúng lại đổi món cho anh ăn đòn, xong ném Chezin vào phòng giam chẳng khác gì chuồng lợn. Ở đây lạnh lẽo vô cùng, Chezin rét quá đành bần cùng xanh đạo tặc mượn tạm cái áo của một đồng chí đã chết để mặc lên người giữ ấm cơ thể. Mặt khác, điện báo đã giải mã được tín hiệu của Chezin nói qua đài phát thanh, biết được tin tức có cầu lớn bắt qua sông, tôi chỉ còn lại một mình. Nghe thấy kế hoạch thất bại liền báo cáo lên sở chỉ huy. Bất ngờ lúc này tên lính bắn tỉa sút vẫn chưa chết, hắn đã may mắn sống sót do viên đạn đã vượt qua mặt. Tuy nhiên hắn vẫn được cấp trên hết lòng khen ngợi vì đã hạ gần hết nhóm trinh sát. Qua lời tên sút, cấp trên lệnh áp giải Chezin vì nghi ngờ anh ta chính là xạ thủ bắn tỉa. Nhưng Chezin đã lợi dụng tên lính Đức sơ hở mà chạy trốn. Tuy bọn Đức đã tổ chức truy lùng có cả chó nghiệp vụ từ đêm đến sáng, nhưng với bản lĩnh kiên cường của người Siberia mà Chezin đã bơi qua sông trốn thoát một cách ngoạn mục. Thanh niên có hàng trăm cách để đánh lạc hướng của bọn chó săn này. Chó nghiệp vụ đánh hơi đến bờ sông thì cũng mất dấu, nên bọn chúng đành bỏ cuộc không cam lòng mà quay về. Qua bên này, anh há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy hàng trăm xe tăng và pháo hạng nặng xếp hàng dài. Chezin thấy một quả pháo chưa phát nổ, liền lôi đi để đánh sập cây cầu. Đúng lúc này có một người phía sau nói giơ tay lên, rất may đây không phải là quân Đức, mà là một chiến sĩ du kích Liên Xô, họ đưa Chezin về căn cứ. Thế là Chezin kể hết tất cả cho mọi người nghe. Thế là mọi người quyết định báo cáo lên sở chỉ huy. Nhưng để không bị lộ nên Chezin dùng ngôn ngữ bản địa Siberia báo cáo thông tin với điện báo ở căn cứ. Bên này trung úy và mọi người sau khi giải mã biết được hết thông tin quân Đức chuẩn bị tấn công với bộ binh cơ giới cực mạnh, nhưng họ báo lên sở chỉ huy cũng vô ích, bởi Chezin đã từng bị bắt làm tù binh. Chẳng ai tin một tù binh đã bị bắt cả. Mặc dù ở đây mọi người tin nhưng đại tá thì lại khác, rồi đưa ra mệnh lệnh Chezin cùng đội du kích phải phá được cây cầu để cản bước tiến của giặc. Còn bên Đức lúc này thấy radio hát hò của Chezin với đồng đội, để tránh đêm dài lắm mộng họ phải đánh nhanh thắng nhanh, rồi ra lệnh sáng sớm hôm sau sẽ tấn công. Sáng sớm, Chezin và đội du kích đã tiếp cận tới cây cầu. Đồng đội đưa cho Chezin 2 viên đạn, họ chỉ còn lại 2 viên duy nhất cho khẩu súng trường. Còn ở trên mặt trận lúc này cũng bắt đầu khai chiến. Quân Đức mang súng cối ra bắn phá hồng quân Liên Xô để uy hiếp tinh thần họ. Cứ thế một trận mưa bom bão đạn không ngừng dội xuống. Mặc dù vậy bọn họ núp trong chiến hào nên cũng ít bị tác động. Sau màn dạo đầu điên cuồng đến lượt bộ binh Đức ùa lên tấn công. Còn hồng quân Liên Xô giữ vững đội hình, bọn họ quan sát không thấy xe tăng nên cũng thở phào một hơi. Ít ra vẫn còn có cơ hội để chiến một trận với bọn chúng. Đợi quân địch đến đúng tầm ngắm rồi nổ súng làm chúng chết như ngã gạ. Nhưng với bản lĩnh của kẻ xâm lược cùng với trang thiết bị hiện đại, súng máy phát xít Đức tuôn ra làm hồng quân hẹo nhiều nhiều không kém. Bọn chúng đã chuẩn bị phương án đối phó một cách tỉ mỉ, rằng súng máy sẽ xen kẽ vào hàng ngũ súng trường bộ binh, để dùng cách thức này càn quét số lượng hồng quân nhiều nhất có thể, tạo kẻ hở cho bộ binh xông lên đánh chiếm hầm hào. Nhưng chúng đã quá khi dễ lòng dũng cảm của những chiến binh hồng quân. Người này vừa ngã xuống lập tức có đồng đội thế chỗ ngay, trong lòng họ chỉ có bảo vệ tổ quốc và đánh bại kẻ thù mà thôi. Cũng may lính bắn tỉa vẫn còn giữ lại trên chiến trường này một ít, nhưng bọn họ cũng chỉ là nghiệp dư ngắm mấy tên cầm súng máy thôi mà vẫn bắn trượt. Cua keo này ta bày keo khác, anh ta bắn ở cự ly xa có thể không phải là thiện xạ, nên liền bò lại gần đối thủ để hạ sát. Rất nhanh sau đó, với tầm ngắm chính xác của mình, anh chàng bắn tỉa đã hạ được vài tay súng máy. Điều này có ý nghĩa vô cùng lớn với đồng đội phía sau, mà anh cũng bị đạn cối của quân địch bắn bị thương. Ở phía sau, binh đoàn thiết giáp của Đức cũng đang di chuyển lên tiền tuyến. Nếu bọn chúng mà kéo qua bên mặt trận bên này thì khẳng định là quân Liên Xô chỉ có nước đắp chiếu tại chỗ mà thôi. Đội du kích đã gắn được bom vào chân cầu. Chezin từ xa ngắm bắn liên phục qua vỏ đạn, bởi khẩu súng đó là súng trường không có ống kính ngắm, và lúc này chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng. Nghe súng nổ, tay súng bắn tỉa sút của Đức liền truy tìm mục tiêu, thấy hình người hắn liền nổ súng làm mục tiêu đổ sụp xuống. Hắn cười thầm rồi chậm rãi đến nơi xem con mồi, thì bất ngờ đó chỉ là hình nộm. Nhưng lúc này đã quá muộn rồi, đùng một cái sút ngã lăn ra đất hẹo tại chỗ. Rồi Chezin từ một phía khác xuất hiện, nhặt lấy khẩu súng của hắn ngắm bắn quả đạn pháo. Đúng lúc đoàn xe tăng leo lên cầu thì quả đạn pháo phát nổ làm sập cây cầu. Mấy chiếc xe tăng đang hí ha hí hửng qua cầu thì gặp kiếp nạn thứ 82. Thế là Chezin đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Còn ở bên mặt trận, Hồng quân chuyển đổi trạng thái từ phòng thủ sang tấn công.
có chết cũng phải kéo bọn này xuống mồ chung với mình, làm cho quân Đức chạy té rắm. Mấy anh lính Đức quốc xã lúc này chợt xịt keo cứng ngắt. Tôi chợt nhớ hình như mình cần phải đi về nhà giặt đồ cho vợ với rửa bát, rồi tấn công vào phòng tuyến hầm hào của địch. Trong khi đó súng máy luôn là mục tiêu nguy hiểm nhất. Không sao, vỏ quýt dày thì vẫn còn móng tay nhọn, nhưng trung úy đã bản lĩnh lao lên ném lựu đạn tiêu diệt chúng, rồi lao vào chiếm cứ các đường hào. Quân Đức tan vỡ, người thì chết người thì chạy. Một tên ném lựu đạn vào bọn họ, anh lính Hồng quân đã nhanh nhảu ném trả lại. Lúc này khí thế của những người lính Hồng quân cứ như trẻ tre, chỉ huy quân Đức không trụ nổi nữa tự sát. Chỉ trong một buổi sáng đã đánh tan quân địch. Việc vui mừng nhất của bọn họ là bắt sống được đại tá Đức. Thế là cuộc phản công đã thành công bất ngờ. Chiến công này góp phần không hề nhỏ của Chezin. Bởi nếu xe tăng Đức mà sang sông được, thì với năng lực sơ khai của Liên Xô ngày ấy, thì chỉ có lấy thân mình làm nền cho xe tăng Đức chạy. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật. Thật ra lúc đó vẫn còn nhiều anh hùng hơn chúng ta tưởng, nhưng phần lớn những người anh hùng này đều đã ngã xuống. Những người còn sống chứng kiến kể lại chỉ là một phần nhỏ. Bởi vậy mới có câu nói loạn thế tạo anh hùng. Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, đã làm chết 85 triệu người. Nhà bác học Albert Einstein đã nói rằng, tôi không biết chiến tranh thế giới thứ ba sẽ xảy ra khi nào, nhưng tôi biết rằng chiến tranh thế giới thứ tư người ta sẽ dùng đá và gậy để ném nhau. Bởi vậy được sống trong thời bình là một hạnh phúc. Mong rằng các bạn trẻ hãy trân trọng điều đó, không nên trở thành một anh hùng bàn phím khoát lác, mà hãy không ngừng học tập, không ngừng cố gắng. Bởi xã hội ngày nay bạn không phát triển, thì thế nào bạn cũng sẽ bị đào thải mà thôi. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.